Quyếu bắt đầu mới gọi điện, cái thằng kia nó nói chứ gọi mấy lần luôn, nhưng mà rớt là đống cỏ, đi tìm đống cỏ không ra. Được, gọi điện với chị ơi, em không có lấy cái gì đâu, chị đừng có lo, là chị đang đứng ở đâu. Dạ. Các cái hồi đó em tâm lý của ví dụ bệnh không biết mình tăng đứng chẳng nè, nó nhìn nó lấy cái gì chứ. Ở trong cái hồi đó hả, chị đứng ngay ngã tư chờ nó lâu rồi nó lại, cái mình cứ tưởng nó đằng này, cái mình dòm đằng này nhẹ từ đằng này. Ăn đi con, ăn đi con. Quá đã luôn. Con muốn em quảng cáo lên YouTube không? Có em. Rồi em gì ha? Đây là quán Sơn Ký nha, cơm gà xối mỡ. Rất là sạch sẽ, ngon luôn nè. Em ăn thử rồi em kêu. Nhà em đến ăn rồi nè, bây giờ em mới tới nè. Ok em. Giúp chị nha. Dạ dạ xua. Để quay cái cảnh ở ngoài đây. Đường Phan Đình Phùng. Ủa số nhà số mấy ta? Số nhà số mấy giờ? 44A Phan Đình Phùng. 44A Phan Đình Phùng nha. Trời, mình chưa ăn nhưng mà mình sắn cái da nó rất là dai, cái thịt nó dai lắm nè, thấy không? Đó, thịt nó dai lắm. Dai, ngon hả? Đó, thấy không? Ăn đùi á, nè, coi nè, khoảng giá nha các bạn. Ừ, thịt ngon lắm, thơm, thơm. Con bé này chưa ăn hả? Ngon. Ok. Gà chiên là má mình khen ngon, mình mới ăn miếng cũng thấy rất là ngon. Mình muốn biết ý kiến của bé trai này, mà bé trai này ăn chậm quá. Rồi cái thịt gà ngon, ngon là được rồi, giờ là ngon là được rồi.